Xin chào các con, hôm nay cô sẽ kể cho các con nghe câu chuyện có tựa đề Nhím con và ngôi nhà bí đỏ. Sau một cơn mưa, Nhím con phát hiện trên bãi cỏ có một cái quả bí đỏ to ơi là to. Nó đi vòng quanh quả bí và sung sướng cười phá lên. Cuối cùng, mình cũng có ngôi nhà mới rồi. Thế rồi, Nhím con đẩy quả bí đỏ đến dưới một gốc cây, khoét bỏ hết ruột và hạt của nó. Sau đó, còn trổ một cái cửa ra vào và một cái cửa sổ nữa. Nó làm bậc thang và trải thảm dưới sàn và đặt mấy chậu hoa nhỏ bên bậu cửa sổ. Nhìn quả bí đỏ bây giờ đã ra dáng một ngôi nhà lắm rồi. Hôm sau, Nhím còn đi mua một tấm rèm màu xanh, định treo lên cửa sổ. Đúng lúc đó, Cáo đỏ xách hai thùng sơn đến nhà Nhím còn và nói: "Bạn Nhím này, nhà của bạn thật đẹp đấy. Nếu sơn thêm hai thùng sơn này lên thì chắc chắn còn đẹp hơn nữa kìa." Hóa ra, Cáo đỏ có một cửa tiệm chuyên bán đồ trang trí nội thất. Nó thường vào rừng tìm kiếm khách hàng như thế này. Nhím còn mở thùng sơn ra, nhìn thấy màu xanh, màu đỏ, bèn nghĩ bụng: "Nếu sơn lên tường thì chắc chắn là đẹp lắm đây." Thế rồi Nhím còn đồng ý mua hai thùng sơn của Cáo đỏ và sơn lên tường nhà mình. Nó sơn hết một lượt trong nhà, quả nhiên ngôi nhà trở nên đẹp lung linh. Tuy nhiên, trong nhà lại bốc lên một mùi gì đó rất là khó chịu. Thế nhưng khi thấy Nhím con mừng quá, không chú ý đến cái mùi lạ đó mà lập tức dọn vào nhà mới. Một tuần sau, Nhím con bắt đầu ho và đau họng. Nó nghĩ bụng, chắc là nhà mình bị cảm lạnh thôi. Thế là nó đóng cửa im ỉm suốt ngày vì sợ gió lạnh lùa vào nhà. Một tuần nữa lại trôi qua, bệnh tình của Nhím con ngày càng nặng, vừa đau đầu, chóng mặt, vừa buồn nôn. Nó buộc phải đến bệnh viện để khám. Đến bác sĩ Sơn Dương cũng biết Nhím con vừa chuyển sang nhà mới, liền áp ống nghe vào người và nói với nó rằng: "Bạn đã bị nhiễm độc chất rồi đấy. Nhà mới sửa xong, không được chuyển vào ở ngay mà phải chờ một thời gian. Mở hết cửa ra cho thoáng khí, nếu không sẽ bị bệnh đấy." "Thưa bác sĩ, nhiễm độc chất là gì ạ?" Nhiễm còn ngạc nhiên hỏi. "Đó là một chất khí độc tiềm tàng trong cái nước sơn." Nói xong, bác sĩ Sơn Dương khuyên Nhím con: "Bạn cứ uống thuốc trước đã, chuyển ra khỏi nhà một thời gian, sau đó mời chuyên gia ngửa vằn đến nhà kiểm tra nồng độ rồi hãy về ở nhé." Ra khỏi viện, Nhím con lập tức gọi điện cho ngửa vằn. Ngựa vàng mang một cái máy đặc biệt tới nhà Nhím còn và đo nồng độ. Thế thì nồng độ cao gấp 3 lần mức cho phép. "Bạn mua phải sơn dởm rồi. Đáng lẽ phải dùng loại sơn bảo vệ môi trường mới đúng," ngựa vàng nói. Nhím còn nghe thấy thế, dựng hết cả gai nhọn lên. "Thế bây giờ phải làm sao?" "Thì hãy mau đi mua một ít than hoạt tính về. Than hoạt tính có thể hút bớt chất độc trong nhà. Ngoài ra, bạn nên mở cửa sổ ra để thoáng khí. Và tháng sau hãy dọn hẳn vào nhà mới nhé. Bạn còn có thể đặt một vài loại cây có khả năng hút chất độc trong nhà, ví dụ như cái cây lục thảo trổ hoặc là cây trầu bà." "Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh ngựa vằn." Nhím còn gật đầu làm theo lời ngựa vằn,
Sau đó, nhím con kể lại câu chuyện của mình cho các loài vật khác cùng biết và nhắc mọi người sau này phải sửa nhà đặc biệt chú ý đến những điều này. Các loài động vật khác, kể từ khi biết được sự nguy hiểm khi không khí trong nhà bị ô nhiễm, thì đều không dám coi thường nữa. Từ đó, ai cần sửa nhà cũng ra chợ mua sơn thân thiện với môi trường, chứ không dùng đến tiệm sơn của cáo đỏ nữa. Các con ơi, các con có biết ai sắp sửa chuyển đến nhà mới không? Đó là ai các con? Đó là nhím con, đúng vậy. Các con ơi, các con phải biết rằng nếu mà mình chuyển sang nhà mới ấy thì đừng quên nhắc nhở hãy sử dụng sơn, nước sơn có uy tín để bảo vệ sức khỏe và cũng như môi trường nhé các con. Nếu như chưa đăng ký kênh, hãy nhớ ấn nút đăng ký để nhận được những bài học, những câu chuyện từ cô. Cuối cùng tạm biệt và hẹn gặp lại các con vào những bài học lần sau nhé.